Bài thứ bảy, phần chánh tôn tiếp theo. 38. Người thọ trì kinh này công đức vô lượng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai dùng trí huệ Phật thấy rõ ràng và biết chắc chắn, đời sau nếu có người phát tâm thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu công đức vô lượng vô biên. Lược giải: Đây là lần thứ sáu Phật khuyến khích về công đức thọ trì kinh này. Kinh này nghĩa lý cao siêu khác thường, quá tầm hiểu biết của người. Sợ người không hiểu và không tin thì sẽ mất lợi ích lớn, nên Phật dạy: Như Lai dùng trí huệ Phật thấy biết rõ ràng và chắc chắn, sau này nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức vô lượng. Người hiểu biết được nghĩa lý và thọ trì kinh này, người ấy sẽ ngộ được kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là đã trồng hạt giống Bồ Đề, tất nhiên sẽ đặng quả Bồ Đề, nên Phật nói được công đức vô lượng. 39. Công đức kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người nào một ngày ba lần sớm mai đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, trưa đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, chiều cũng đem thân mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, bố thí như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, phước đức của người này vô lượng vô biên. Nếu có người nghe kinh này tin hiểu không nghi ngờ, thì người này phước đức nhiều hơn người trước. Chỉ tin mà thôi còn được phước như vậy, huống chi là thọ trì đọc tụng hoặc phiên dịch hay giảng dạy cho người. Tóm lại, công đức của kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Lược giải: Đây là lần thứ bảy Phật tán thán công đức của kinh này không thể nghĩ bàn. Người đem một thân mình bố thí đã khó, huống chi là nhiều thân. Nhưng giả sử có người đem nhiều thân mình đã bố thí, mỗi ngày ba lần sớm mai trưa và chiều đều bố thí vô lượng vô số thân mình, cho đến nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm và nhiều kiếp đều bố thí như vậy, thì phước đức người này biết là bao nhiêu. Nhưng nếu có người nghe kinh này chỉ sanh lòng tin không nghi ngờ, thì phước đức còn nhiều hơn người trước, huống chi thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy cho người khác. Tại sao vậy? Vì người tin được kinh này là người đã ươm trồng hạt giống Kim Cang Bát Nhã, thọ trì đọc tụng là huynh trưởng hạt giống Bát Nhã, giảng dạy cho người là làm cho người huân sanh hạt giống Bát Nhã. Hạt giống Bát Nhã đã sanh trưởng thì thế nào cũng được thành Phật. Bởi thế nên người tin thọ hoặc giảng dạy kinh này phước đức nhiều hơn người bố thí thân mạng. Tóm tắt đoạn này, Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài tụng rằng: Nguyên văn dịch âm: Sơ tâm hậu phát thí tâm đồng, công đức vô biên toán mạc cùng, tranh tợ tín tâm tâm bất lập, nhất quyền đã phá thái hư không. Dịch nghĩa: Sớm trưa bố thí phát tâm đồng, công đức vô biên tính chẳng cùng, đâu bằng tín tâm không trụ chấp, một tay đánh phá cõi hư không. Đại ý bài tụng: Người phát tâm bố thí sớm mai trưa và chiều, công đức đều được vô lượng vô biên. Nhưng công đức không bằng người tin hiểu kinh Bát Nhã và tâm không còn trụ chấp một nơi nào. 40. Phật khuyên người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Như Lai vì những người phát tâm Đại Thừa và phát tâm Tối Thượng Thừa mà giảng dạy kinh này. Tu Bồ Đề, Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc chắn, nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy kinh này, thì người này sẽ đặng công đức vô lượng vô biên, không thể suy nghĩ và luận bàn. Người này sẽ đặng đạo quả Bồ Đề của Như Lai. Tu Bồ Đề, người ưa pháp tiểu thừa chấp bốn tướng, ngã nhân chúng sanh và thọ giả, nên đối với kinh này họ không thể tin hiểu hoặc đọc tụng hay giảng dạy cho người. Lược giải:
Đây là lần thứ 8 Phật tán thán công đức người thọ trì kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ đề của Phật. Phật vì những hàng đại thừa Bồ Tát và những người phát tâm tối thượng thừa cầu quả Phật mà nói kinh này. Bởi thế nên những người chịu nghe và tin theo kinh này, hoặc thọ trì đọc tụng hay giảng dạy cho người nghe, tất nhiên là người ấy đã có căn tánh hạt giống đại thừa hay tối thượng thừa, nên đặng công đức vô lượng vô biên và sẽ thành Phật. Trái lại, những người căn tánh tiểu thừa bị gò bó trong cái khung bốn tướng, tư tưởng không hợp với giáo lý đại thừa, nên không bao giờ họ lãnh hội được kinh đại thừa và tu hành theo đại thừa hoặc giảng dạy cho người. 41. Chỗ phụng thờ kinh này cũng được nhân thiên và thánh thần cúng dường. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chỗ nào phụng thờ kinh này thì chỗ ấy như có chùa tháp của Phật. Tất cả trời người, thánh thần đều cung kính lễ bái, dâng hoa cúng dường hoặc đi nhiễu. Lược giải: Đây là lần thứ 9 Phật tán thán công đức kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Trong đoạn thứ 13 Phật dạy: Tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này sanh ra. Vì kinh này rất quý báu như vậy, nên trong đoạn 20 và đoạn này đều nói chỗ thờ kinh này cũng được trời, người, thần thánh xem như chùa Phật hay tháp Phật đều đến cung kính lễ bái cúng dường hoặc đi kinh hành, đi xung quanh chỗ thờ kinh. 42. Người thọ trì kinh này mà bị người khinh khi là do tội chướng đời trước của họ rất nặng nề. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu người thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người khinh khi, thì người này do tội chướng đời trước rất nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo, nhưng nay chỉ bị người khinh khi, những tội chướng đời trước được tiêu diệt và họ sẽ mau đặng đạo quả Bồ Đề. Lược giải: Đây là lần thứ 10 Phật tán thán công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh này công đức vô biên và rất quý báu như thế, nên người thọ trì kinh này lẽ ra phải được sự cung kính tôn trọng. Nhưng trái lại, bị người khinh khi, thì biết người này do tội chướng đời trước nặng nề còn thừa lại, đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo. Nhờ công đức thọ trì kinh này nên họ bị quả báo rất nhẹ, là chỉ bị người khinh khi. Từ đây các tội chướng đời trước tiêu diệt và họ sẽ đặng thành quả Phật. Tóm tắt đoạn này, Ngài Trương Vô Tận có làm bài tụng Nguyên văn dịch âm: Tứ tự diêm hương khứ phục hoàng, thánh phàm chỉ tại sát na giang. Tiền nhân tội nghiệp kim nhân tiện, đáo khước tiền nhân tội nghiệp sơn. Dịch nghĩa: Bốn mùa lạnh nóng mãi trôi qua, phàm thánh không ngoài một sát na. Tội nghiệp tiền thân nay phải chịu, chịu rồi mới hết nghiệp oan gia. Đại ý bài tụng: Bốn mùa nóng lạnh, ngày tháng trôi qua là sự tuần hoàn của vũ trụ. Chứng thánh hay đọa phàm chỉ ở trong sát na mê hay ngộ. Kiếp trước làm tội ác nên kiếp này phải trả, bị người khinh khi, trả xong nghiệp chướng oan gia mới được tự tại giải thoát. 43. Người thọ trì kinh này công đức nhiều hơn Phật Thích Ca cúng dường vô số chư Phật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta nhớ trong quá khứ về vô lượng vô số kiếp trước thời Phật Nhân Đăng, ta cúng dường và phụng thờ 804.000 muôn ức vô số chư Phật. Nhưng về sau này, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này, thì công đức của người này so với công đức của ta cúng dường phụng thờ vô số chư Phật trước kia, công đức của ta không bằng 1%, 1/1000, 1/1000, 1/1000 của người này. Cho đến dùng toán số hay thí dụ cũng không thể tính toán hay thí dụ được công đức của người thọ trì kinh này. Lược giải: Đây là lần thứ 11 Phật tán thán công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Cúng Phật thuộc về tu phước, dù nhiều bao nhiêu cũng thuộc về phước hữu duy. Người thọ trì kinh này sẽ tỏ ngộ được lý Bát Nhã và sẽ mau đặng đạo quả Bồ Đề. Sau khi thành đạo,
họ sẽ trở lại hóa độ vô số chúng sanh đều được giải thoát, thì công đức làm sao thí dụ được hay tính toán cho hết. Bởi thế nên Phật nói, công đức của người thọ trì kinh này nhiều hơn công đức của Phật cúng dường vô số chư Phật về quá khứ. 44. Kinh này nghĩa lý không thể nghĩ bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Phật dạy, nếu ta nói hết công đức của người thọ trì đọc tụng kinh này, sợ e người nghe tâm sanh cuồng loạn hoặc nghi ngờ không tin. Tóm lại, kinh này nghĩa lý vô biên, không thể suy nghĩ và luận bàn, nên phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể suy nghĩ và luận bàn. Lược giải. Đây là lần thứ 12 Phật tóm lại tán thán nghĩa lý của kinh này vô biên, nên công đức của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. Từ trước đến đây đã 12 lần Phật so sánh, khuyến khích và tán dương công đức của người thọ trì kinh này. Nếu nói hết lời, Phật e người nghe rối trí hoặc nghi ngờ không tin. Nếu người hiểu được nghĩa lý cao thâm của kinh này không thể nghĩ bàn, thì họ sẽ tin công đức phước báo của người thọ trì kinh này cũng không thể nghĩ bàn. 45. Đây là lần thứ 2 ông Tu Bồ Đề hỏi lại Phật hai câu quan trọng. Khi ấy, ông Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có người phát tâm Bồ Đề thì phải dụng tâm như vậy: Ta hóa độ tất cả chúng sanh, nhưng không thấy có mình độ và chúng sanh được độ. Tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy mình độ và chúng sanh được độ, thì Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ giả, tất nhiên không phải là Bồ Tát. Tu Bồ Đề thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. Lược giải. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 1, ông Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Đại ý Phật dạy, người phát tâm Bồ Đề ra làm các Phật sự lợi ích tất cả chúng sanh, không nên chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngã nhân, chúng sanh và thọ giả. Nếu không chấp ngã pháp hay bốn tướng thì sống phiền não vọng niệm không sanh. Nếu sống phiền não vọng niệm không sanh thì biển chân tâm tự yên tịnh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm mà cũng là an trụ chân tâm. Nếu Bồ Tát làm Phật sự hóa độ chúng sanh mà còn thấy mình có hóa độ, ngã và người được độ, nhân, thì Bồ Tát chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, vì còn chấp bốn tướng, ngã, nhân, vân vân, nên không phải là Bồ Tát. Nói đến tâm Bồ Đề, sợ có người trụ chấp tâm Bồ Đề nên Phật liền phá chấp. Thật không có một pháp gì gọi là phát tâm Bồ Đề. Ngộ được lý vô trụ của kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài Trường Sa có làm bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: Bách xích can đầu bất động nhân, tuy nhiên đắc nhập dị di chơn. Bách xích can đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Dịch nghĩa: Đầu sào trăm thước đứng vững chân, tuy ngộ nhưng chưa đúng lý chơn. Đầu sào trăm thước thêm một bước, mười phương thế giới hiện toàn thân. Đại ý bài kệ: Hai câu đầu là nói người tu hành giàu cao siêu đến đâu, nhưng nếu còn chấp một tí nào thì cũng chưa phải là thật tu thật chứng, cũng như người đứng trên đầu sào trăm thước, tuy cao nhưng chưa thoát ly được đầu sào. Hai câu sau là nói hành giả phải rời tất cả vọng chấp ngã pháp mới nhập được pháp giới tánh, chân tâm hay bát nhã. Lúc bấy giờ thân mình hiện khắp cả mười phương pháp giới, cũng như chim đã bỏ đầu sào trăm thước, thung dung tự tại bay đi trong cõi thái hư. 46. Phật phá cái chấp, Như Lai có đắc pháp với Phật Nhiên Đăng. Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, về quá khứ Như Lai có đắc pháp Bồ Đề với Phật Nhiên Đăng không? Tu Bồ Đề thưa:
Bạch Thế Tôn, Như Lai không có đắc pháp Bồ Đề với Phật Nhiên Đăng. Phật dạy: đúng như vậy, Như Lai không có đắc pháp gì cả. Nếu Như Lai có đắc pháp thì Phật Nhiên Đăng không thọ ký cho ta rằng về sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Phật dạy tiếp: này Tu Bồ Đề, có người nói Như Lai đặng quả Bồ Đề. Thật ra Như Lai là bản thể như như của các pháp, nên Như Lai không đặng pháp gì cả. Này Tu Bồ Đề, Như Lai đặng đạo Bồ Đề không phải hư, không phải thật. Lược giải: đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất ở đoạn 15, Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá cái chấp Phật có đắc pháp. Đúng theo tinh thần kinh Kim Cang Bát Nhã thì phải phá trừ hết các mây vô minh, vọng chấp, nhân ngã, vân vân. Lúc bấy giờ mặt trời Bát Nhã chân không, chân như hay Phật tánh mới hiện. Bởi thế nên Phật tuy đắc pháp Bồ Đề nhưng không thấy mình có đắc pháp vô ngã, và pháp Bồ Đề vô pháp đã đắc, nên mới được Phật Nhiên Đăng thọ ký. Nếu Như Lai còn thấy mình có đắc pháp Bồ Đề, tất nhiên Như Lai còn chấp ngã, mình đặng và chấp pháp, pháp Bồ Đề. Chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã thì đâu được cổ Phật Nhiên Đăng chứng nhận cho về sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh chấp Như Lai đặng quả Bồ Đề vì chúng sanh chưa hiểu hai chữ Như Lai. Phật giải thích: Như Lai là bản thể như như của các pháp, đã là như như nên không có đặng pháp gì cả. Phật dạy tiếp: Như Lai đặng đạo Bồ Đề không phải hư, không phải thật. Nếu đạo Bồ Đề mà còn có hư hay thật thì không phải Bồ Đề. Đến chỗ này thì dùng lời nói luận bàn không trúng, đem ý thức suy nghĩ phân biệt cũng chẳng nhầm. Đây là lần thứ ba Phật phá cái chấp Như Lai đặng đạo Bồ Đề, lần thứ nhất và thứ hai ở đoạn 15 và 36. Ngộ được lý Phật tuy đã thành Phật nhưng không thấy mình được thành Phật, nên ngài Phật Quốc Thiền Sư có làm bài kệ như sau. Nguyên văn dịch âm: tâm tâm tức Phật, Phật tâm tâm, Phật Phật tâm tâm tức Phật tâm. Tâm Phật Ngộ Lai vô nhất vật, tướng quân chỉ khác vọng Mai Lâm. Dịch nghĩa: tâm tâm tức Phật, Phật tức tâm, Phật Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm Phật ngộ rồi không chi cả, nói me đợi khác dạng quang binh. Đại ý bài kệ: người mê chấp tâm và Phật riêng khác, kẻ hiểu lại nói Phật tức tâm, tâm tức Phật. Người tỏ ngộ rồi không còn thấy có Phật và tâm, vì cảm hóa chúng sanh nên mới đặt ra có danh từ tâm và Phật để kêu gọi, cũng như vì muốn cho dạng quân đỡ các nước nên vị chỉ huy mới phương tiện nói gần đến rừng me. Giải danh từ thọ ký nghĩa là truyền trao và ký nhận. 47. Phật nói: tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề: Như Lai nói các pháp, thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi các pháp. Cũng như thân Phật cao lớn, Như Lai nói không phải thân Phật cao lớn, chỉ giả gọi thân Phật cao lớn. Lược giải: đoạn này Phật phá cái chấp các pháp và thân Phật. Kinh chép: pháp thân Phật biến khắp tất cả, cảnh giới của Phật ở gọi là thường tịch quang. Bởi thế nên nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Chúng ta bị mây vô minh che khuất trăng Bát Nhã nên chỉ thấy các pháp ngã nhân vân vân. Chư Phật và Bồ Tát đã giác ngộ, phá tan mây vô minh, trăng Bát Nhã được sáng tỏ nên chỉ thấy toàn là Phật pháp. Vừa nói đến các pháp, sợ chúng sanh chấp các pháp mà không ngộ được tánh Bát Nhã chân không, nên Phật liền phá. Như Lai nói các pháp thật ra không phải các pháp, chỉ giả gọi là các pháp. Cũng như thân Phật thật ra không phải thân Phật, chỉ giả gọi là thân Phật.